Dạ rồi, xin thân ái mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bông sen cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì tiếp tục vườn của chị Thu ha, có quay trở lại để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống hàng ghép gốc nhớt củ đế đẹp cho cô chú anh chị mình mua về chợ Tết năm 2024 ha. Thì hôm nay vườn chị Thu lên cho cô chú anh chị mình một số loại giống giống như cũng khá là mới của chú anh chị ha. Thì có siêu bông bình lại nè, có phượng thanh trân rồi. Rồi siêu bông Sài Gòn á, đó là một số giống nữa cô chú anh chị ha. Mức giá chỉ từ 20.000 một cây đến 35.000, 80.000, 100.000 một cây là bao phí vận chuyển toàn quốc nha cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Không làm mất thời gian nữa ha. Em mời mình giờ gặp luôn bà chủ, bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Dạ rồi, hôm nay quay tới lại kênh thì em cũng xin chào toàn thể cô chú anh chị em mình đang xem kênh ha. Dạ. Thì hôm nay quay tới lại kênh thì em cũng có một số giống mai mini để giới thiệu với cô chú anh chị em mình. Thì em hôm nay thì em xin giới thiệu cho cô chú anh chị em mình là này là loại 20.000 nè. 20.000 là em có cúc phượng, rồi giáo nhung, giáo thơm, rồi tân châu, thanh mai, rồi đại lộc. Nói chung là em cũng có cả chục mười mấy giống nha cô chú anh chị. Dạ. Thì cái này là 20.000 một cây hả bà chủ? 20.000 một cây. Cây tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Hàng này về mình để bàn ông địa hay gì đó. Mình chân để nở bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái này là đẹp, đẹp tí nữa là ngon. Cái này cây là từ 2 tấc đổ lên nha, 2 tấc, tấc rưỡi đến 2 tấc. Cây nào cũng có xử lý rễ hết nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có củ hết nụ nè cô chú anh chị, làm nụ kim hết trơn luôn nha cô chú anh chị ha. Cây nào cũng có nụ kim hết trơn luôn. Thì cái này là 5.000, ủa 5 cây em gửi hàng, 10 cây em bao ship nha. Rồi, 5 cây là mình gửi hàng mà 10 cây mình bao ship ha. Rồi, 5 cây gửi hàng 10 cây bao ship. Rồi, quả hồng Thanh Tú rồi nè, Phú Tân rồi ha. Quá là giống luôn cô chú anh chị ha, 20.000 một cây. Rồi, ngoài cái loại 20.000 này thì mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ? Tiếp theo là cái loại này. Rồi, mình giới thiệu loại tiếp theo luôn ha bà chủ. Rồi, tiếp theo thì loại này là 35.000 nè. Loại 35.000 một cây. 35.000 cây. Thì cái này nó cũng giống như cái loại 20.000, là có những có tầm khoảng 10 giống, mười mấy giống hả bà chủ? Đúng rồi, thì loại 35.000 thì cũng có cả chục mười mấy giống nha. Chung là em có đủ giống hết trơn á. Cái này thì nụ nha. Hàng này chơi Tết là ngon lành luôn ha. Cái này là tầm 4 tấc mấy, 5 tấc đổ lên nha. Cây mình lấy từ 4 tấc đi ha. 4 tấc đi. Cái thì có nụ hết trơn rồi nè cô chú anh chị. Nhiều lắm cô chú anh chị nè. Quá trời giống năm nay luôn ha. Nhưng là giống nào cũng có hết. Vạn Phúc, Cúc Thanh Long, Cúc Phượng Thanh Trân, Thanh Mai, Siêu Bông Sài Gòn, Dảo Nhung, Dảo Thơm, Dảo Đa Phúc, Cúc Hoa Hồng Thanh Tú ha. Rồi cái này thì này là 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Chiều cao là em lấy 4 tấc. 4 tấc lấy lên. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship, 10 cây tặng 1 cây. Rồi, cái số lượng mai ba loại 35.000 này thì mình còn nhiều không bà chủ? Số lượng này thì em còn nhiều nha, em còn cũng khá tầm mấy ngàn lận. Thì cô chú anh chị em mình mua số lượng nhiều thì liên hệ em qua số điện thoại nha, em rồi. Để giá hữu nghị cho. Rồi, mình ngoài loại này thì mình còn loại nào nữa hả bà chủ ha? Rồi, tiếp theo mình giới thiệu loại tiếp theo luôn hả bà chủ? Rồi, tiếp theo thì em xin giới thiệu loại 80.000. Rồi. 80.000 cây, 80.000 cây thì em có thọ hương nè, hủ đất, rồi cúc phượng, rồi Phú Tân. Rồi Phú Tân ha. Loại này là có nụ kim nhiều lắm luôn. Hàng liền cốt của cô chú anh chị ha, củ đế có luôn ha, tàn nè. Cái này thì em lấy tầm 4 tấc mấy đến 5 tấc nha cô chú anh chị. Rồi, 4 tấc rưỡi tới 5 tấc ha. Cái loại này thì em 2 cây em gửi hàng, là 3 cây em bao ship nha. Rồi. Là 80.000 một cây hả bà chủ? 80.000 một cây, 2 cây gửi hàng là 3 cây bao ship. Nụ nhiều lắm nha, Phú Tân rồi nè. Cô chú anh chị nào miền Bắc á, miền Bắc, miền Trung đồ cô chú anh chị ha. Thời tiết nó lạnh sớm á, mình mua loại Phú Tân này dễ nở cô chú anh chị ha. Đó, mình mua loại này nha. Cây là có nụ là cái này, ngon lành nha cô chú anh chị. Cái loại này thì mình có tầm khoảng 5 giống hả bà chủ? Ừ, cả 5 giống. Rồi. Rồi mình giới thiệu cái loại tiếp theo luôn hả bà chủ? Rồi, tiếp theo thì em mới giới thiệu loại 100.000 nha. Rồi, loại 100.000. Rồi mình giới thiệu loại tiếp theo luôn ha bà chủ. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu loại 100.000 nha. Rồi, 100.000 này thì em có thọ hương, Phú Tân nè, đại lộc nè. Đây. Cây tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Có cái này. Cây này cái loại này thì 2 cây em gửi hàng, 3 cây em bao ship nha. Có nút nụ nụ kim có nha cô chú anh chị. Rồi. Hàng này thì nó nằm trong chậu 2 tấc cô chú anh chị ha. Cái này là 2 cây mình gửi hàng. 2 cây gửi hàng. 3 cây bao ship. 3 cây em bao ship. Cái này mình lấy chiều cao từ bao nhiêu bà chủ?
Cái này em lấy chiều cao từ 5 tấc hơn nha, 5 tấc đổ lên. 5 tấc lấy lên. Rồi. Rồi, cái loại này thì bên vườn mình còn nhiều không bà chủ? Loại này thì em còn chắc cũng còn vài ngàn ạ. Rồi thì cái này thì cô chú anh chị nào muốn lấy giá sỉ thì mình tới vườn mình lấy, bà chủ có để giá rẻ lên không bà chủ? Thì cô chú anh chị em mình tới vườn thì em để giá hữu nghị hơn ha. Rồi ngoài loại này thì mình còn loại nào nữa không bà chủ ha? Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu loại này. Rồi mình giới thiệu loại tiếp theo luôn ha bà chủ. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu loại này là siêu bông bình lợi nha, là 120 một cây. 120 một cây thì hai cây là 200, mà một cây thì em gửi hàng, hai cây thì bao ship nha. Rồi, một cây thì là 120.000, hai cây và chỗ bao ship cho cô chú anh chị mình luôn, giá 200.000 nha cô chú anh chị. Rồi, hàng này thì lấy từ 4 tấc đổ lên nha. Cây nút nụ nè cô chú anh chị ha, ngon lành ha. Cây là củ đế cục ngon lành nha cô chú anh chị. Ôi mấy cây này chia Tết, nay chơi Tết được rồi cô chú anh chị ha. Này cũng nụ dài dữ lắm rồi cô chú anh chị. Siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Cái này mình vừa mình có nhiều không bà chỗ? Dạ số lượng này thì em cũng không có nhiều nha cô chú anh chị, em chỉ còn có chừng khoảng vài trăm đó là hết à. Rồi có vài trăm cây thôi, không có nhiều nha cô chú anh chị. Mình ví dụ mình muốn mua gì mình bán Tết lại, hay là mình muốn mình muốn lấy gì mình trồng, mà hay là mình lấy bo gì cô chú anh chị thì mình liên hệ cho bà chủ ha. Rồi mình lấy tới vụ mình lấy thì có giá hữu nghị cô chú anh chị ha. Rồi ngoài loại này mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ? Rồi thì ngoài loại này ra thì em cũng hết rồi nha cô chú anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị em mình đã ủng hộ em clip trước nha. Thì trong lúc quay clip thì có gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị em mình bỏ qua cho em nha. Thì số điện thoại Zalo của em là 0383310711, thì cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Thì số điện thoại địa chỉ của em là ấp Phú Hội, xã Vinh Thành, Chợ Lách, Bến Tre nha. Rồi em cũng xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thu cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thu trong các clip trước cũng như clip này. Thì cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.